Người đàn ông hải hùng khi câu được con cá có hình thù đáng sợ như quái vật trong phim kinh dị. Mới đây, một ngư dân người Malaysia đã đăng tải lên Facebook đoạn clip quay lại con cá dị thường mà anh câu được để nhờ cộng đồng mạng lý giải xem nó là loại cá gì. Theo như quan sát, sinh vật này có cơ thể dài, từ phần thân tới đuôi dẹp khá giống với loài trình biển. Tuy nhiên, phần da nó trắng bệch, nhợt nhạt, lộ rõ khung xương ra ngoài. Thế nhưng điều làm cho con cá này trở nên đáng sợ thực sự nằm ở phần đầu của nó. Một chiếc đầu lớn xương xẩu với cái miệng đỏ lòm cùng nhiều răng nanh sắc lẻm như những cái móc câu, lúc nào cũng há ra, cứ như đang muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù. Một chi tiết kinh dị không kém đó là vị trí hai hốc mắt của nó, hoàn toàn nhẵn nhụi, hay nói cách khác là con cá này không hề có mắt. Vẻ ngoài quái dị của nó làm không ít người liên tưởng tới con thủy quái Leviathan, một loài sinh vật thần thoại xuất hiện trong Kinh Thánh, có hình dạng như rồng khổng lồ, dài ít nhất là 30 dặm, hai lớp vảy bọc cứng như thép. Con quái vật nguyên thủy thống trị các vùng biển với sức mạnh hủy diệt thần thánh, gieo rắc bao nỗi ám ảnh cho con người. Tuy nhiên, sau khi các nhà nghiên cứu động vật học bắt tay vào điều tra, người ngư dân trên đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Thực ra, sinh vật này thuộc loài cá bóng chình tia, thường sinh sản ở vùng nước ngọt nhưng sinh trưởng và phát triển ở biển. Vì tập tính săn mồi ở sát đáy hoặc vùng nước tối nên đôi mắt của nó gần như tiêu biến. Thức ăn chủ yếu chỉ là cá nhỏ và động vật giáp sát, chứ không hề ghê gớm như liên tưởng của một số người. Còn các bạn khán giả của Tin 3 Phút Bí Ẩn cảm thấy như thế nào về sinh vật này? Hãy để lại bình luận bên dưới cho chúng tôi biết nhé! Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Tin 3 Phút Bí Ẩn là một kênh thuộc hệ thống của Tin 3 Phút chuyên về các chủ đề bí ẩn tâm linh. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi thêm các clip ly kỳ hấp dẫn mỗi ngày.